Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đưa các bạn đi khám phá và trải nghiệm một cái phiên chợ vùng cao. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ phiên Xín Tráng nha mọi người nhé. Một trong những cái phiên chợ nằm trong huyện Simacai, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Sau đây thì xin mời tất cả các bạn cùng mình vào chợ nhé. Xin mời tất cả các bạn nhé. Mọi người có thể nhìn thấy thì hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực chợ các bạn nhé. Nơi đây thì người dân họ đang bày bán rất là nhiều các mặt hàng đấy các bạn ạ. Và hiện tại thì bà con người ta đang đổ xô ra chợ này các bạn này. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là chú ở đây đang xách những cái con lợn này các bạn này, chở những cái lồng gà ra chợ để bày bán đấy các bạn ạ. Phiên chợ này thì đa số là người đồng bào dân tộc Mông và dân tộc Nùng các bạn ạ. Mọi người ở đây thì bày bán khá là nhiều mặt hàng và những cái con giống. Ở trong này thì mình thấy là bà con người ta cũng đang bày bán những cái con chó giống các bạn ạ. Hiện tại thì rất là đông vui các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy là những cái con chó con này các bạn này. Đấy, có những cái con chó to này các bạn này. Đó, rất là đẹp các bạn ạ. Và ngoài ra thì bên này thì mình thấy là đang được bày bán những cái con gà thịt này các bạn này. Ở đây thì đang được bày bán những cái con gà đen, gà thuốc đấy các bạn ạ. Những cái con ngan, con vịt này các bạn này, rất là nhiều này các bạn này. Gà lông trắng các bạn ạ. Đây là chắc là ông vừa mới mua lợn đây các bạn ạ. Đây, bà con đang tò mò và xem những cái con lợn giống về nuôi các bạn ạ. Mọi người có thể nhìn thấy thì đa số ở đây thì người dân họ bày bán những cái con lợn đen là nhiều các bạn ạ. Chính xác chuẩn lợn bản đấy các bạn nhé. Người dân họ đang xem rất là đông vui này các bạn này. Tiếp theo thì di chuyển sang bên này một chút thì bên này thì mình thấy là đang được bày bán những cái con vịt này, con ngan này các bạn này. Con giống các bạn ạ. Đây thì những cái con lợn trắng này, lợn đen này các bạn này. Ở dưới này thì mình thấy là những cái con lợn được buộc từ những cái dây này các bạn này. Các bạn có thể nhìn thấy thì đa số ở đây thì khá là nhiều những cái con lợn đen các bạn ạ, lợn giống các bạn ạ. Ở đây thì lợn thì mình thấy là anh ở đây có buộc những cái dây này các bạn này. Đấy. Giống như ở trên Mường Khương các bạn ạ. Mường Khương thì người dân họ hay buộc những cái dây để giữ lại những cái con lợn các bạn ạ. Ở đây là rất là nhiều những cái con lợn, lợn đen, lợn bản, lợn xịn này các bạn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là anh bán lợn là đang cho lợn ăn thử các bạn này. Đấy, lợn này ăn rất là khỏe này các bạn này. Để xem có ăn khỏe không các nhá. Đấy. Theo mình nhìn thấy là đàn lợn này ăn rất là khỏe. Triệu sáu một con các bạn ạ. Vừa được anh ở đây báo giá là 1,6 triệu một con các bạn nhé. Hiện tại thì người dân họ cũng đang dần dần đổ xô ra chợ này các bạn này. Rất là đông vui các bạn ạ. Đây một cái đàn lợn đen này các bạn này. Đấy, khá là đẹp các bạn ạ. Con này thì cũng rơi vào tầm gần chục cân thôi các bạn ạ. Đấy, rất là nhỏ đấy. Nói chung là lợn đen là nhiều. Đấy, ăn rất là khỏe này các bạn này. Anh đi bán lợn có mang thêm một chút thức ăn đi cho lợn ăn thử các bạn ạ. Các bạn muốn mua lợn thì có thể lên khu vực trên chợ này để lựa chọn những cái con lợn mua về nuôi các bạn nhé. Đây thì bà con đang xem lợn này, rất là đông vui các bạn ạ. Cái khu vực cái mô hình lợn ở đây thì người dân về bán thì nói chung thì cũng hơn 100 con đấy các bạn ạ. Rất là nhiều lợn luôn. Và hiện tại thì bà con người dân thì họ đang xem và mua những cái con lợn mang về làm giống các bạn ạ. Tiếp theo là mình di chuyển sang phía bên này một chút. Phía bên này thì cũng lợn này các bạn này. Đấy, người dân đang xem những cái con lợn các bạn ạ. Hiện tại này mình đang có mặt tại khu vực người dân họ đang bày bán những cái con trâu các bạn ạ. Ở đây thì trâu to, trâu nhỏ, trâu cái, trâu đực rất là nhiều các bạn ạ. Nhìn sang đây các bạn có thể nhìn thấy là ở đây là một cái con trâu này, con trâu đực các bạn ạ, con trâu nghé đực đây, rất là đẹp này các bạn này. Hiện tại thì bà con đang đổ xô ra cái khu vực này rất là đông vui này các bạn này. Đây thì có một con cũng khá là to đấy các bạn ạ. Thank you.
Ở đây thì các chú đang xem cái con trâu này các bạn ạ. Đây thì hai con nghén đực các bạn ạ. Con nào có giá con đấy người ta tính hết. Đẹp cái gì? Con này thì béo hơn cái con đằng sau này một chút các bạn ạ. Chân rất là cao to này các bạn này. Khoái cũng khá là đẹp các bạn ạ. Và tiếp theo là mình lại đưa các bạn di chuyển lên cái khu vực trên chợ các bạn nhé. Ở trên chợ này thì người dân họ đang bày bán rất là nhiều hàng các bạn ạ. Trong này là một cái khu ẩm thực này các bạn này. Ở đây thì được bán những cái hàng nông sản các bạn ạ, thuốc này các bạn này. Cái này là để làm gì đấy ông? À, mình đeo vào tay để không bị ma cái gì ấy. À, đeo vào tay là không không sợ ma đấy ạ. À? Vâng vâng. Vâng vâng. Không đeo là bị ma bắt à? Vâng. Không đeo là sợ ma bắt các bạn ạ. Cái khu vực trong này thì một cái khu vực ăn sáng các bạn ạ. Ở đây thì những cái miếng thịt lợn đen này, phở hồng này, rất là ngon này các bạn này. Những cái miếng thịt này các bạn này. Thật ra thì người dân thì họ đang ăn sáng cũng khá là đông vui đấy các bạn ạ. Ở đây thì có cả ốc đậu này. Ốc đậu này ăn với mèn mén các bạn nhé. Trên chợ ngày hôm nay thì sau những cái ngày bão thì cũng rất là đông vui đấy các bạn ạ. Đây thì những cái miếng thịt gà bản này, lợn đen này các bạn này, lòng dồi rất là ngon này các bạn này. Đây thì bà con đang ăn sáng rồi nhá. Các bạn có thể nhìn thấy thì bà đang thái những cái miếng thịt lợn đen này. Rất là mượt tay các bạn ạ. Quán của bà ở đây thì cũng rất là đông khách này các bạn này. Kín bàn này các bạn ạ. Và tiếp tục các bạn có thể nhìn thấy thì ở đây thì cô đấy đang làm lòng dồi các bạn ạ. Một chậu rất là to. Đây thì cô ở đây thì chỉ bán trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn nhé. Cái nồi nước dùng này khói ngút ngút các bạn ạ. Nhanh nhanh đi á.
Các bạn có thể lên đây để thưởng thức những cái miếng thịt lợn đen, thịt lợn bản này các bạn nhé. Đấy, rất là thơm ngon này các bạn ạ. Đây, và những cái sợi phở đỏ, phở hồng này các bạn ạ. Được làm từ gạo nương các bạn nhé. Đây, những cái chảo ốc đậu này các bạn này. Một cái chảo ốc đậu thì bà con nấu rất là to các bạn ạ. Những cái miếng thịt lợn này. Đây là mặt lợn các bạn ạ. Đây, những cái miếng thịt rất là đậm đà này các bạn này. Đấy, rất là ngon này các bạn này. Nhìn là muốn thưởng thức luôn này các bạn nhé. Và đây cũng thế các bạn ạ. Đây thì cũng những cái miếng thịt lợn, những cái miếng chân giò, móng lợn các bạn ạ. Ngoài ra thì cô ở đây là đang buộc cái con lợn lại các bạn ạ. Tức là cô là vừa mua lợn này các bạn này. Ở đây thì mình thấy là đang được bày bán những cái mẹt các bạn ạ. Những cái mẹt để sang mén mén này các bạn này. Đấy, sang ngô đó các bạn ạ. Ở đây thì bà con người dân người ta đang bày bán rất là nhiều những cái mặt hàng nông sản này các bạn này. Ở đây giá đỗ này các bạn này. Các bà là đang múa cái gậy xin tiền các bạn ạ. Dưa này, hạt tiêu này, lạc rất là nhiều các bạn này. Các bạn muốn mua những cái mặt hàng này thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại trên kênh của mình nhé. Đây thì những cái củ đương quy các bạn nhé. Đương quy thì ở đây thì vẫn còn nguyên cây các bạn ạ. Cái quả bắp cải sạch này các bạn này. Đấy. Quả bắp cải rất là tốt nha các bạn ạ. Rất là tươi các bạn ạ. Và hiện tại thì người dân họ đang đổ xô ra chợ để mua hàng cũng rất là nhiều các bạn ạ. Bà đây là đi chợ là mua được khá là nhiều đồ đấy các bạn ạ. Đây thì ớt này các bạn này. Ngoài ra thì bên này thì mình thấy là đang được bày bán rất là nhiều những con cào cào các bạn ạ. Đây, cào cào đóng ở trong những cái chai rất là nhiều này các bạn này. Bà con ở đây thì đi bắt được khá là nhiều các bạn ạ. Đây, con này thì mang về rang lên rất là ngon, rất là thơm các bạn nhé. Cái này bao tiền chai đấy anh? 30.000 một chai à? Anh bắt được nhiều nhỉ? Cái này bắt ở đâu đấy anh? Ở ruộng à? À, ở những cái ngọn lúa đấy à? À, ở ruộng các bạn ạ. Đây bắt được rất là nhiều này các bạn này. Đây đây này các bạn này. Đây cũng là một hàng cào cào các bạn này. Ở đây thì ngoài ra thì còn được bày bán thảo quả các bạn nhé. Thảo quả tươi này các bạn này. Cái này là chắc là mới cắt từ hôm qua, chiều hôm qua này các bạn ạ. Rất là tươi các bạn ạ. Này.
Hiện tại thì bà con người dân thì người ta đang bày bán những quả bắp cải này rất là nhiều các bạn ạ. Ở đây thì họ tiêu thụ bắp cải rất là tốt các bạn nhé. Đỗ này các bạn này. Ở đây thì những cái nải chuối các bạn ạ. Nải chuối quả rất là to này các bạn này. Ở đây thì họ trồng bắp cải được rất là nhiều quả các bạn ạ. Đấy, cây bắp cải rất là to này các bạn này. Bà đây là đi chợ là cũng mua được khá là nhiều đồ đấy các bạn ạ. Những cái mặt hàng rau này các bạn này. Ở đây thì những cái quả chuối rất là to các bạn ạ. Những cái nải chuối này các bạn này. Để các bạn có thể nhìn thấy thì người dân người ta bày bán rất là nhiều hàng ở đây các bạn ạ. Ở đây thì ớt này các bạn này. Ớt ở đây ớt này là ớt rất là cay các bạn nhé. Ớt quả nhỏ đây. Nhỏ có vỏ các bạn ạ. Và tiếp theo thì di chuyển sang đây một chút. Di chuyển sang đây một chút thì đây là mặt hàng củ khoai lơ này các bạn này. Đấy, như củ khoai lơ bà con chế biến ra các bạn ạ. Cọc cào. Cọc cào ở đây thì cũng được bày bán rất là nhiều này các bạn này. Ở đây thì đang xem chuối các bạn ạ. Thảo quả này. Ở đây thì khá là nhiều củ khoai lơ các bạn ạ. Đây này. Đây thì chùm thảo quả này. Khoai sọ này các bạn này. Ông này là mua rất là nhiều củ đương quy các bạn ạ. Củ đương quy còn nguyên cây các bạn nhé. Cái này là củ đương quy là mang về ngâm rượu các bạn ạ. Đây thì được bày bán những cái gậy xin tiền các bạn nhé. Đây, rượu ngô này các bạn này. Ở đây thì được bày bán đồ thổ cẩm các bạn này. Những cái mũ, những cái túi này các bạn này rất là đẹp này. Và ngoài ra thì ở đây thì có bày bán thuốc các bạn nhé. Thuốc đau nhức xương khớp các bạn ạ. Và các bạn ạ, thì video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nhá. Rồi thì bye bye tất cả các bạn nhá.